phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm. Tí tí, khoan động thủ đã. Nếu bây giờ tí quay đầu có lẽ vẫn còn kịp đó. Đồ trĩ tinh không biết nhục, ngươi còn mặt mũi gặp ta? Ta giết ngươi trước, rồi giết Cơ Phát sau. Nhị ca, thì ra là ngươi, hồ ly tinh chín đuôi. Nạp mạng đi. Hồ ly tinh chín đuôi, hôm nay bổn tướng quân nhất định bắt được ngươi. Coi như đã thoát được sát tinh Dương Tiễn. Đại tiên cứu mạng, có kẻ một mực đuổi theo tiểu nữ, muốn đưa tiểu nữ vào chỗ chết. Sư phụ, người đừng tin lời nó không phải thứ tốt lành gì đâu. Nó là hồ ly tinh độc ác, chuyên đi mê hoặc người ta đó. Đồ nhi yên tâm, nó bị cháy thành tro, di sư cũng nhận ra. Di sư tới đây là để tìm nó kết thúc một công án. Khởi bẩm tiên trưởng, tiểu yêu giống là hồ ly tinh ngàn năm trong mộ Hiên Viên. 13 năm trước là thân công báo tiên trưởng, phụng ngọc chỉ của nữ hoa nương nương tới đây tìm yêu tinh tam đẳng như ta, để bọn ta biến thành mỹ nữ tuyệt sắc mê hoặc trụ dương, khiến hắn đi sai đường đánh mất giang sơn. Người có bằng chứng không? Thân công báo đạo trưởng giống là tiên trưởng cai quản yêu giới của Bích Du Cung. Lời của ngài ấy chính là mệnh lệnh, không cần bằng chứng. Bần đạo đưa thân công báo tới chính là để đối chất với người, để cho người tâm phục khẩu phục. Thân công báo, để có từng nhận được ngọc chỉ của nữ hoa nương nương kêu nó làm việc này không? Đại sư huynh, huynh cũng biết đó, tiểu tiên như chúng ta vốn đâu có gặp được nữ hoa nương nương. Vậy cái ngọc chỉ của nữ hoa nương nương mà để nói ở đâu ra? Đại sư huynh, ta chưa từng nói ngọc chỉ của nữ hoa nương nương gì với con hồ ly tinh này. Thần công báo, đệ cũng nghe rồi đó. Lúc nãy hồ ly tinh còn nói chính đệ bắt chúng phụng ngọc chỉ của nữ hoa nương nương làm việc. Đây, lời nói của yêu tinh sao huynh có thể tin được? Ngươi, hồ ly tinh, ngươi còn chưa tâm phục khẩu phục sao? Đứng im. Đồ nhi tham kiến sư phụ. Dương Tiễn, hồ ly tinh giúp trụ làm chuyện ác quỷ kế đa đoan, bần đạo đã khống chế nguyên thần của nó. Giờ con đem nó đưa cho sư thúc Khương Tử Nha xử lý đi. Tuân lệnh. Thần công báo, để thay đổi thiên ý, chỉ sợ thiên hạ không loạn, đi khắp nơi quạt gió thổi lửa. Bần đạo liền thi hành pháp chỉ của Hồng Quân sư tổ, đem đệ nhét vào con mắt của Bắc Hải. Thần công báo, tên tiểu nhân bất nghĩa ngươi cũng có ngày này. Tiểu yêu đã tâm phục khẩu phục rồi.
Nguyên soái, giờ ngọ ba khắc đã tới. Người đâu? Đem yêu hậu hồ ly chín đuôi hại nước hại dân giải lên pháp trường. Dạ. Quỳ xuống. Thiếp thân thân thể yếu ớt, chắc không cần quỳ đâu. Trảm. Các vị tướng quân, ai tới trảm yêu nghiệt này? Để Mạc tướng. Coi bộ nhân gian định tội ta nhưng không hạnh hình được rồi. Hay là đưa ta lên thiên đình, giao cho nữ hoa nương nương xử lý đi. Yêu nghiệt to gan, ngươi ở nhân gian gây ra sóng gió, đừng hòng chết được lên thiên đình. Đồ yêu nghiệt không biết sống chết, chờ bần đạo đích thân trảm ngươi. Trảm rồi, trảm rồi. Băm hồ ly tinh hại nước hại dân thành dạng đoạn đi. Băm thành dạng đoạn. Băm thành dạng đoạn. Băm thành dạng đoạn đi. Băm thành dạng đoạn đi. Chu. Không hay rồi. Chạy đi. Mau chạy đi, mau trốn đi, mau lên. Mau lên, chạy đi, chờ ta với. Xảy ra chuyện gì rồi? Sao bọn họ lại hốt hoảng quá vậy? Đại Dương, tối qua Dương hậu nương nương đi ra ngoài, tới giờ vẫn chưa về. Lục cung vô chủ nên họ mới hoảng loạn chạy giữ lấy mạng. Vậy ngươi còn không thay ta đi tìm Dương hậu nương nương về đây? Đại Dương, nô tài vốn không định để Đại Dương đau lòng, nhưng nghĩ lại thấy không nên giấu giếm, nếu không sẽ phạm tội khi quân. Tha cho người vô tội. Khởi bẩm Đại Dương,
Dương hậu nương nương đã hồn về tiên sơn rồi. Giờ ngọ ba khắc hôm nay, Dương hậu nương nương ở ngoài ngọ môn bị bá tánh triều ca dẫm đạp, tan xương nát thịt rồi. Chu Thăng, ngươi nghe người ta đồn hay là tận mắt nhìn thấy? Đại Dương, lão nô hiểu đạo lý tai nghe là giả, mắt nhìn thấy mới là thật. Lúc nô tài phụng chỉ đem củi lên trích tinh lâu, đã vô tình nhìn thấy. Đại Dương, Đại Dương, trở về chốn cũ, thấy cảnh lòng đau ái thê, ngọc nát hương tan thật đáng thương. Tóc mây ôi đẹp tựa thiên tiên, kỳ ca diệu vũ còn đâu nữa. Mây đến gió đi uổng công thay, gối phượng không còn yên giấc ngọc. Uyên ương lẻ bạn biết đâu tìm, đau đáo hận này tình vô tận. Ánh dương ảm đạm khóc ngàn năm, ái thê. Ta làm như vậy bị tội là đáng. Đại Dương, tiếc là Đại Dương tỉnh ngộ quá trễ. Đại Dương, mạng ta xong rồi. Người đâu? Người đâu? Hộ giá Đại Dương, hộ giá Đại Dương, hộ giá Đại Dương. Chu Thăng, Đại Dương, người tỉnh lại đi. Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương, củi chuẩn bị đủ chưa? Hôm qua chuẩn bị xong rồi. Ta hối hận lúc đầu không nghe lời Trung Lương, để cho gian thần mê hoặc, làm việc ngang ngược, tán tận thiên lương, làm sai quá nhiều chuyện. Hèn gì hoàng thiên không phù hộ ân thương ta. Thần thiếp được Đại Dương yêu thương, thần thiếp biết
ghi lòng tạc dạ, không có gì báo đáp. Ái thê, tình yêu ta dành cho nàng không oán không hận. Nếu như có thể sống lại lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy. Đại Dương, bây giờ binh đã ở dưới thành phản tặc tới gần, ngày tàn của chúng ta sắp tới rồi. Chẳng lẽ người không hối hận thật sao? Ta không bao giờ hối hận. Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương. Tự cao tự đại, không kính trọng nguyên thần thượng cổ, không kính trọng đất trời, nay rơi vào cảnh mất nước, là tự làm tự chịu. Đắc kỷ, đắc kỷ. Dù nàng là hồ ly hay người, đều là cái quả khiến ta mất nước, đều là tai ương do chính ta tự chuốc lấy. Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương. Nữ hoa nương nương, xin người đại từ đại bi cứu Tử Ngư cô nương. Đây là mảnh vỡ của Tử Ngư, con đem từ núi Côn Luân về, dù là một miếng bột dụng con cũng không để sót. Không sai, dù đúng là trước đây con không muốn cô ta sống lại, vì cô ta sống lại là có người tranh giành cơ phát ca ca với con. Con còn từng âm thầm cắt đi đuôi cá chép, nhưng mà bây giờ con chỉ hy vọng cô ta có thể sống lại. Nếu không, cả đời này cơ phát ca ca sẽ buồn bã không vui, cả đời này của con cũng sống không yên. Cầu xin người nữ hoa nương nương, nếu như người không cứu sống Tử Ngư, con sẽ quỳ mãi ở đây, dập đầu tới khi người đồng ý mới thôi. Đây là đâu vậy? Tử Ngư, Tử Ngư, Tử Ngư. Phụng Lai tỷ tỷ, đầu của tỷ làm sao vậy? Tại sao ta không còn là cá nữa? Muội đã sống lại rồi. Thật sao? Phụng Lai,
Sự chân thành của ngươi đã khiến ta cảm động, cho Tử Ngư sống lại. Ngươi thật sự không hối hận sao? Tiểu yêu không hối hận, thực sự thích một người, nhìn thấy chàng hạnh phúc, cho chàng hạnh phúc, đó mới là chân ái. Tiểu yêu tình nguyện cắt đứt tình duyên, theo nương nương dốc lòng tu hành. Xin nương nương đừng ghét bỏ. Phụng Lai, người muốn theo ta tu hành, tiếc là căn cơ của người không đủ. Nhưng niệm tình chân thành của người, ta tạm thu người ở ngoài sơn môn, nghe giảng pháp từ xa. Đợi ngươi vượt qua tám sát kiếp, bỏ đi tám cái đầu dư thừa của ngươi, cùng với ngũ độc tham, sân, si, mạn, nghi trong lòng ngươi, ngươi cũng sẽ thành chính quả. Tạ ân điển của nữ hoa nương nương. Nương nương, Tử Ngư cũng muốn cắt đứt duyên trần, theo nương nương dốc lòng tu hành. Tử Ngư, ngươi từ người biến thành cá, rồi lại từ cá thành người ngọc, sinh sinh tử tử, chẳng phải là vì trọng phát trong lòng sao? Ngươi thật sự nhẫn tâm cắt bỏ tình duyên để vào huyền môn sao? Nương nương, Tử Ngư trải qua sinh sinh tử tử, tham ngộ hết mọi thứ trong nhân gian, cũng chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương. Cả tình duyên với Trọng Phát ca ca cũng vậy. Cho dù quay về nối lại tình duyên, cũng sẽ có lúc ly biệt. E là tới lúc đó càng cảm nhận được nỗi khổ ly biệt. Không được, trần duyên của ngươi chưa hết, không thể vào huyền môn. Tử Ngư, đi đi, đi tìm Trọng Phát ca ca của ngươi. Chỉ cần ngươi bước chân khỏi cung điện này của ta, giang sơn của Hôn Quân Vô Đạo Trụ Dương sẽ đổ xuống rầm rầm. Tạ ơn nương nương. Đại Dương, Đại Dương mau chạy đi, núi xanh còn đó, không sợ hết củi đốt. Chu Thăng, ta hỏi ngươi, ngươi có còn là thần tử Ân Thương ta không? Lão nô sống là thần của Ân Thương, chết là quỷ của Ân Thương. Tốt, ta ra lệnh ngươi lập tức đốt cỏ rạ dưới lầu. Đại Dương, người muốn làm gì vậy? Ta muốn cháy rụi cùng với cung điện này, chuộc lại lỗi lầm. Đại Dương, không được. Lão nô chỉ muốn xả thân, hy sinh báo quốc, sao dám đốt lửa thiêu vua? Phạm tội lớn tài trời như vậy. Chu Ái Khanh thật hồ đồ. Đây là trời diệt Ân Thương ta. Đây là mệnh lệnh cuối cùng ta dành cho ngươi trước khi lâm chung. Nếu ngươi không muốn thấy đầu của ta treo trên cổng Ngọ Môn, thì mau làm theo đi. Đại
Đại Dương. Khi trích tinh lâu xa qua đổ sập, cung điện của Dương Triều Ân Thương rốt cuộc đã chìm trong biển lửa, sụp đổ rầm rầm. Năm 1066 trước công nguyên, Ân Thương diệt vong. Quân chủ đời thứ 28 Trụ Dương tự dẫn tại trích tinh lâu, kết thúc hơn 660 năm thống trị của triều đại nhà Thương. Lịch sử dân tộc Trung Hoa lâu đời lại bước một bước tiến lớn. Võ Cát mà cứu quả quan trọng. Dạ, các tướng sĩ, chỉ được cứu quả, không được ngang ngược bạo hành. Quân lệnh như núi, ai dám làm trái lệnh, lấy một món đồ trong lục, giết một người vô tội, đều sẽ chém đầu. Tuân lệnh. Hôm nay bạo quân tự thiêu cũng coi như cho thiên hạ một câu trả lời. Chỉ tiếc, trích tinh lâu được xây lên từ mồ hôi nước mắt của dân, cũng bị thiêu đốt cùng bạo quân rồi. Ông trời có mắt, bạo quân chết không hết tội, gieo gió gặt bão. Cha, mẹ, cô, kẻ đầu xỏ hại chết mọi người đã bị trời phạt, tự thiêu tự dẫn rồi. Hôn quân, ngươi cũng có ngày hôm nay. Phụ thân, tỷ tỷ, hôm nay Trụ Dương đã chết, huyết hải thâm thù của hai người đã được báo rồi, được báo thù rồi. Hôn quân, tuy ngươi đã tự giận nhưng không đủ chuộc tội lỗi của mình. Mũi tên này của ta là thay những bách tính bị khi dễ trước sự chấp chính bạo ngược của ngươi. Mũi tên thứ hai là bắn thay cho những trung thần bị ngươi hại chết, cùng với những quan hồn vô tội bị ngươi hại chết. Mũi tên thứ ba này là bắn thay cho liệt tổ liệt tông của ngươi. Họ giao giang sơn xã tắc cho ngươi, ngươi lại khiến nó trở nên hoang tàn, dân chúng kêu than. Đại Dương, e là còn rất nhiều cung nhân vô tội chết cùng Trụ Dương trong biển lửa. Nam Cung Nguyên Soái, đợi sau khi dập lửa, hãy đem những hài cốt trong đó ra an táng. Hài cốt của Trụ Dương hãy lượm riêng ra, an táng theo lễ. Dạ. Trụ Dương vô đạo, người thần cùng phẫn nộ, Đại Dương vẫn không nhẫn tâm để hắn phơi cốt bên ngoài, hạ lệnh an táng theo lễ. Có thể thấy sự nhân đức của Đại Dương ban ơn cho hài cốt. Hôm nay việc thương Trụ thực sự là trút giận được cho mọi người trong thiên hạ. Nhưng nước không thể một ngày không vua. Bây giờ nên lập vua mới để yên lòng chư hầu và bách tính.
Trời không thể thiếu mặt trời, nước không thể thiếu vua. Đông Bá Hầu nói đúng, việc cấp bây giờ là lập vua mới. Đúng, đúng, hôm nay phải quyết định Tân Dương. Chư vị, Đại Chu Võ Dương nhân đức nổi tiếng gần xa, được lòng thiên hạ, nên lập làm Tân Dương. Đúng, Đông Bá Hầu đã nói lên tiếng lòng của ta. Võ Dương phạt trụ thành công, dĩ nhiên phải làm vua. Ta đức hạnh nông cạn, khó nhận trách nhiệm này. Mong các vị hiền hầu cùng chọn ra một người có đức làm quân vương. Ta và tướng phụ sớm về quê nhà để giữ tiết làm thân. Đại Dương nói vậy là không đúng. Luận về chính đức, thiên hạ này có ai so được với Đại Dương? Đúng, đúng vậy. Lòng dân thiên hạ quy chu không phải một ngày. Nếu Đại Dương kiên quyết không nhận, chẳng những khiến chư hầu thiên hạ thất vọng, càng khiến bách tính thiên hạ thất vọng. Trụ diệt Chu Hưng, thiên hạ đồng lòng. Trụ diệt Chu Hưng, thiên hạ đồng lòng. Trụ diệt Chu Hưng, thiên hạ đồng lòng. Đại Dương hà tất phải từ chối? Nếu Đại Dương từ chối tới cùng, thiên hạ chư hầu sẽ như rắn mất đầu, ai cũng vì mình mà tranh đấu lẫn nhau, thiên hạ sẽ không còn thái bình. Đúng. Khương Nguyên Soái, ngài là lão tiền bối có công lớn, lại là tướng phụ của Đại Dương, ngài khuyên Đại Dương đi. Đại Dương, Trụ Dương làm hại thiên hạ, Đại Dương dẫn chư hầu thảo phạt, thiên hạ không ai không phục. Đại Dương nên đăng cơ làm vua hiệu lệnh thiên hạ. Năm xưa Phượng Minh Kỳ Sơn, điềm lành xuất hiện ở đất Chu. Đây là điềm báo của trời, không phải ngẫu nhiên. Nay ở trong thiên hạ không ai không phục Đại Chu ta. Nếu Đại Dương tiếp tục từ chối, sợ là sẽ khiến chư hầu thất vọng, cũng sẽ khiến vạn dân thiên hạ thất vọng. Đại Dương, Đại Dương, hãy đồng ý đi. Đại Dương, hãy đồng ý đi. Đại Dương, đồng ý đi. Nếu thiên hạ chư hầu và tướng phụ đã nói vậy, ta cũng không thể từ chối. Chỉ bằng làm vậy, ta sẽ kế vị quân vương trước, để khi hiện tại xuất hiện, ta sẽ nhường ngôi cũng không trễ. Võ Dương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng ái khanh bình thân, tạ ơn Đại Dương. Ân trụ thất đức, xây dựng rầm rộ, khiến kiệt quệ nhân tài, lại quan dâm vô độ nên mới thất bại. Ta được các vị chư hầu ủng hộ cho đăng cơ, nên lấy thất bại của Trụ Thiên Tử làm gương. Từ nay về sau, quản tu đức nghiệp, yêu dân như con, nuôi dưỡng bách tính. Nay thiên hạ đã thái bình, liên quân chư hầu thiên hạ giải tán từ hôm nay. 800 lộ chư hầu, ai về nước đó, an hưởng bản thổ. Ta quyết định, ngoài tài vật ở Tán Lộc Đài, tất cả sẽ chia cho chư hầu và bách tính. Ngoài miễn hình phạt của Trụ Dương đặt ra, còn phóng thích tất cả cung nữ cho về quê cũ. Đại Dương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đại Dương anh minh. Không phải là đang nằm mơ. Ta không phải đang mơ. Thật sự không phải mơ. Tử Ngư, Tử Ngư, Trọng Phát ca ca.
Bây giờ đại dương đã hoàn thành công đức lớn nhất thiên hạ, cho nên trời xanh thương xót ban người ngọc cho ngài. Vậy mới cho Tử Ngư cô nương sống lại. Tử Ngư băng thanh ngọc khiết, không phải người phàm. Đại vương, nếu ngài gọi bần đạo là tướng phụ, hôm nay bần đạo làm chủ cho ngài. Từ nay về sau, Tử Ngư cô nương sẽ là chính cung nương nương của ngài, cũng là quốc mẫu đại chu. Phải đó, rất tốt đó. Phụ thân của ta đã về trời, tất cả do tướng phụ quyết định. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương, tham kiến quốc mẫu đại chu. Miễn lễ. Miễn lễ. Tạ ơn quốc mẫu. Thiên hạ mới thống nhất, tất cả đợi vực dậy phải đặt lại quốc hiệu, chọn lại kinh đô, soạn chính sách trị quốc. Ta quyết định quốc hiệu Đại Chu không đổi, kinh đô tại đất Cảo ở Tây Kỳ. Sau khi ta về kinh, sẽ phong quan ban tước, phân chia lãnh thổ cho thần tử có công. Khởi bẩm đại vương, Phi Liêm và Ác Lai đang đợi chỉ ngoài ngọ môn. Tướng phụ có gì chỉ giáo? Đại vương, ác danh của hai người này chỉ thua kém Phí Trọng và Dư Hổn, đều là gian thần có tiếng. Họ thấy đại cuộc đã định nên mới tới đầu quân, chắc chắn sẽ hiến dâng bảo vật để đổi lấy tước lộc. Loại định thần này chắc chắn không thể giữ lại, nhưng lão thần còn cần dùng tới. Cho nên đại vương có thể gọi vào điện tạm định tước vị, đợi dẫn về Cảo Kinh sẽ xử lý sao? Truyền Phi Liêm Ác Lai vào điện. Đại vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thần tử vong quốc tới đây dâng quốc tỷ, ngọc phù kim sách, xin đại vương hãy nhận. Người đâu, nhận lấy quốc bảo. Hai người có công hiến bảo, không biết các người muốn phong thưởng gì? Chúng thần nếu được nhận đã là may mắn ba đời. Dám lên núi đào, dám xuống biển lửa, nguyện trung thành thề chết vì đại vương. Hai vị có chí lớn, nay mang quốc bảo tới Quy Chu, là hành vi bỏ tối theo sáng, mong đại vương giữ lại. Chuẩn tấu, giữ lại theo ý tướng phụ, đợi ban sư hồi triều tới Cảo Kinh, sau đó sẽ phong quan định lộc. Tạ ơn bệ hạ. Đại vương và vương hậu giá đáo. Đại vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mau đứng dậy. Tướng phụ không thể quỳ với cơ phát nữa. Sau này dù là trên triều hay ở bên ngoài, ta đều không dám nhận đại lễ của tướng phụ. Tạ ơn đại vương. Mời. Tướng phụ, ta tới đây đêm khuya là để đưa canh sâm cho tướng phụ bồi bổ sức khỏe, tỏ lòng hiếu thảo. Bần đạo tạ ơn đại vương quan tâm. Ngày mai về triều, đại vương lại phải lặn lội đường xa. Đại vương không nghỉ ngơi lại tới thăm lão thần, lão thần vô cùng cảm kích. Tướng phụ cũng đang thức khuya lo nghĩ cho quốc gia đại sự. Ta thấy thăm tướng phụ là chuyện nên làm. Bây giờ mới thống nhất thiên hạ, còn nhiều chuyện bộn bề. Cơ phát nên chấn hưng vương triều Đại Chu như thế nào? Ta đang muốn hỏi ý tướng phụ. Đại vương,
xin cho lão thần bẩm rõ. Nếu có gì không được, xin hãy chỉ cho lão thần. Tướng phụ không cần khiêm tốn. Cơ Phát sẵn lòng nghe lời vàng ngọc của tướng phụ. Đại dương, từ khi Đông Chinh phạt trụ tới nay, 800 lộ chư hầu thiên hạ đồng lòng diệt thương. Trải qua 3 năm chinh chiến, có những tướng lĩnh Hoàng Phi Hổ, Tô Hộ, Đặng Cửu Công, Đặng Thiền Ngọc đổ máu sa trường. Có những đệ tử Hoàng Thiên Quá, Thổ Hành Tôn, Ân Hồng, Hồng Cẩm máu chảy đầu rơi. Có những dương công quý tộc như Cơ Thúc Nguyên, Cơ Thúc Thăng chết trận sa trường, là họ dùng tính mạng của mình đúc nên Dương Triều Đại Chu hôm nay. Họ đều là công thần khai quốc của ta. Ta phải phong thưởng hậu hĩnh cho con cháu đời sau của họ. Đại Dương, năm xưa lão thần phụng mệnh sư phụ xuống núi giúp Đại Dương phạt trụ, có mang theo bản phong thần quản hạt 365 lộ chính thần trong thiên địa. Có bản phong thần này có thể cho những người đáng khen thưởng như tướng sĩ tử trận, tiên đạo gặp kiếp và trung thần hiếu tử vào trong đó phong làm thần. Năm xưa khi Tế Thiên ở Kỳ Sơn đã xây phong thần đài, chỉ là khi đó chưa thể tiết lộ thiên cơ. Nay đại sự đã định, hồn phách của những vị thần và chúng tiên chết trận còn chưa có chốn về. Lão thần xin Đại Dương ân chuẩn. Ngày mai lão thần sẽ cầm bản phong thần sắc phong cho chúng thần. Nên làm vậy. Cơ Phát xin tướng phụ mau mau phong thần để an ủi linh hồn tướng sĩ trên trời. Tướng phụ phong thần cho người chết, ta cũng sẽ phong quan ban tước lộc, phong hầu cho những chư hầu thiên hạ công thần chinh chiến còn sống, để an định thiên hạ sớm hưởng thái bình, giúp muôn dân an cư lạc nghiệp. Bà xem Khương Thừa Tướng Đại Phú Đại Quý kia không phải cùng họ cùng tên với chồng cũ suối quậy của bà đó chứ? Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Lão già sửa giày, năm xưa ta hạ mình gả cho ông, ông còn không kiếm đủ ba bữa một ngày cho ta, còn không mau đi sửa giày. Nếu đúng thì tốt rồi. Người ở Triều Ca đều nói số bà không có phước, bỏ lỡ quý nhân số một thiên hạ. Giờ thì tốt rồi. Nếu chồng cũ của bà là thừa tướng làm quan nhất phẩm trong triều, chúng ta không cần phải sửa giày nữa rồi. Người ta làm quan nhất phẩm thì liên quan gì tới chuyện chúng ta sửa giày? Dĩ nhiên là có. Bà là phu nhân của hắn, ta lại là chồng của bà. Tính tới tính lui, ta và thừa tướng đương triều cũng là đồng hào đó chứ. Khương Tử Nha sẽ không để ta đi sửa giày khắp đường phố làm mất mặt của hắn chứ. Người ở Triều Ca đều nói thợ giày ta đang sửa cái giày rách của Khương Tử Nha quẳng đi. Bà nè, nói vậy là ý gì? Ta nghe không hiểu, ta chưa đọc sách bao giờ. Nói ta nghe như vậy là có ý gì? Bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà đúng là không có phước mà. Bà chết như vậy, vinh hoa phú quý của ta cũng vô vọng rồi. Bà ơi, bà ơi. Phu quân, là bà. Bà đã chết rồi, không còn là thê tử của ta. Bà còn tới tìm ta làm gì? Phu quân, sao chàng có thể tuyệt tình như vậy?
Thường nói một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa, trăm ngày phu thê tình nghĩa như biển. Hai chúng ta làm phu thê cũng có vài trăm ngày rồi. Không sai, ta là bị tên ma què tới sau làm tức chết đó. Nhưng chẳng phải là do chàng sao? Ta không hiểu bà nói cái gì. Còn không mau đi đầu thai mà tới chỗ lão phu làm gì? Làm phu thê đó. Đừng có nói bậy. Âm dương cách biệt sao có thể để bà làm loạn như vậy? Xem chàng sợ kìa, chê ta già rồi có phải không? Không làm phu thê cũng được. Vậy thì để ta bưng trà rót nước cho chàng, làm thị nữ của chàng. Bà còn làm bậy. Ta không niệm tình cũ, không khách sáo với bà. Phu quân đừng có hù ta. Dù chàng không chịu giữ lại ta, chàng cũng phải tới núi Cung Luân một chuyến, tạo quan hệ tốt với sư môn của chàng, kiếm cho ta chức tiểu thần tiểu tiên gì đó chứ. Nói bậy. Bà làm người còn chưa làm tốt, còn muốn làm thần tiên. Bà còn quấn lấy ta như vậy, bần đạo sẽ tung chưởng tâm lôi trị bà đó. Phu quân, hôm nay chàng không đồng ý, ngày mai ta sẽ lại tới. Sẽ có một ngày chàng không chịu được phiền phức mà đồng ý ta. Đệ tử thay các tướng lĩnh đã chết và các vị tiên trưởng đạo giả cảm niệm ân điển của trời. Từ nay về sau, chư thần về đúng vị trí, các ti làm việc của mình. Tử nha, giờ lành phong thần đã tới, bắt đầu đi. Tuân lệnh sư huynh. Bắt đầu phong thần. Người đâu? Mau mang đầu của Phi Liêm và Ác Lai đã trộm bảo vật của quân Dương Vong Quốc để cầu dinh lên tế phong thần đài. Mau đem đầu của hai người này đặt lên mâm gỗ, thay cho tế phẩm như heo dê bò dâng lên hương án. Thái thượng nguyên thủy dạy: tiên phàm khác đường, quỷ thần khác lối. Chưa chém hết ba ác thần, cuối cùng trải qua kiếp nạn 500 năm, chưa thoát khỏi dương thần, chưa thể tới ước hẹn giao trì 3000 năm. Tuy các người nghe tin mà đến, nhưng vẫn chưa thành chính quả. Chưa hết tham si, chưa trừ sân nộ, kiếp giận tuần hoàn, quan nghiệp tương toại, chuyển báo không ngừng. Thương các người xả thân bỏ mạng, mệnh trầm luân trong bể khổ. Tuy có lòng trung hiếu, nhưng phiêu bạc không nơi nương tựa. Đặc biệt ra lệnh Khương Thượng thay trời hành đạo, dựa trên kiếp giận nặng nhẹ, cống hiến lớn nhỏ, phong các người làm chính thần tám bộ, nắm giữ các ti, phân bố khắp triều chu, giữ gìn thiện ác nhân gian. Các người phải tuân thủ thiên quy, không được làm sằng bậy, sắc lệnh như trên. Thanh Phúc Thần Bách Giám có thể ra lệnh chư thần vào theo thứ tự. Lý Tịnh, ngươi giữ chí bảo Ngọc Hư Linh Lung Bảo Tháp, có thể trấn giữ càn khôn, chức thác tháp thiên dương trên thiên đình. Khoan, Khương đạo huynh, thần vị trên bảng phong thần có hạn, hãy để nó cho các tướng sĩ đã chết và các tiên nhân gặp kiếp nạn đi. Ta có bí thuật Ngọc Hư Quyền Thiên, dù không thể thành Đại La Kim Tiên, nhưng quá thân thành thần đi khắp tam giới vẫn không thành vấn đề. Khương sư thúc, 6 người chúng con cũng không muốn dinh danh bản phong thần, cam nguyện tự mình tu hành, sau này sẽ đăng tiên tịch thần phủ. Rất tốt. 7 người các con không hổ là đệ tử Ngọc Hư. Bí thuật Ngọc Hư các con tùy ý tu luyện. 7 vị ái khanh không muốn được phong lên thiên đình, có thể hưởng phú quý nhân gian. Ta quyết định phong cho 7 vị ái khanh làm 7 vị hiền dương của nhân gian.
Đại dương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bảy người chúng thần vốn mài dành ẩn tích, phụng mệnh sư môn xuống núi phò tá minh quân. Nay thiên hạ thái bình, chúng thần nên trở về núi hoàn thành mệnh lệnh. Không được. Nếu vậy, người đời sẽ nói Cờ Phát Tà chỉ có thể chung hoạn nạn, không thể cùng hưởng phúc. Tướng phụ, mau giúp bổn dương giữ lại bảy vị hiền thần. Đại dương, ngài hãy cho phép bọn họ đi. Lão thần cho rằng mỗi người một chí, không thể miễn cưỡng. Đại dương, chúng thần đều đã nhìn thấu hồng trần, lựa chọn thế ngoại đào duyên, dẫn theo gia đình và đạo hữu cùng tới đó, cùng chứng đại đạo. Đại dương có thể ân chuẩn đã là ban ơn lớn nhất với chúng thần rồi. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm. Doanh trướng đông đúc không bằng vừa đủ, vũ khí sắc nhọn không thể lâu dài, châu báu đầy sảnh khó mà giữ được, phú quý mà kêu sẽ tự hại mình. Bảy người họ đang tuân theo lời dạy của thánh nhân. Đại dương đừng cưỡng ép bọn họ, cản trở con đường đạo nghiệp của họ. Tử Nha tiếp tục phong thần. Thanh Phúc Thần dẫn Đại Chu khai quốc, Võ Thành Dương, Hoàng Phi Hổ lên đàn nhận phong thưởng. Đại ca, hiền đệ. Đại ca, có phải sắp lên phong thần đài không? Đúng vậy, chuẩn bị đi nghe nè. Còn được phong một chức thần nữa. Đại ca khoan đi, bây giờ huynh đi sẽ chỉ được phong là một tiểu thần, không có gì to lớn. Huynh nhất định phải xuất hiện cuối cùng. Thần vị cuối cùng là Khương Tử Nha để lại cho chính mình, chắc chắn rất là tôn quý. Hắc Hổ hiền đệ, ta thấy đệ tính sai rồi. Cho dù ta xuất hiện cuối cùng, thần vị còn lại cũng chỉ có hai cái. Khương Tử Nha sao có thể để thần vị lại cho ta? Đại ca không biết đó thôi. Khương sư thúc của ta vẫn chưa hết trần duyên, nghiệp chướng vẫn còn. Sắp tới sẽ có người đến tìm sư thúc đòi thần vị. Thần vị còn lại cuối cùng tất nhiên là của chính Khương Tử Nha rồi. Khương Tử Nha, phu quân, chàng đã làm thừa tướng rồi. Để cho ta bưng trà rót nước làm tỳ nữ của chàng đi. Làm càn, bà đã không còn là người trần thế, sao có thể bưng trà rót nước cho ta? Sao có thể tới nơi phong thần thánh này làm càn chứ? Đi mà. Cái gì? Phong thần? Thấy chàng mặc như vậy, đứng ở vị trí này chắc chắn là do chàng phong thần rồi. Chúng ta từng là phu thê, không bàn lớn nhỏ, cũng phải cho ta một thần vị, không được làm loạn. Mau đi đi. Mà đồ vô lương tâm, khi ta gả cho chàng, ta còn là một hoàng hoa khuê nữ. Bây giờ chàng được làm việc phong thần lại muốn đuổi ta đi. Không có cửa, ta không đi. Nếu còn không đi thì đừng trách ta dung roi vô tình. Đánh đi, đánh đi. Đằng nào thì ta cũng đã chết rồi, cũng không sợ chàng đánh chết ta nữa. Tử Nha, nghiệp chướng của đệ vẫn còn chưa thể chấm dứt. Sư tôn chúng ta sớm đã đoán được, cho nên đã thêm cho Mã Thị một thần vị trong bản phong thần. Đệ hãy phong cho bà ta chức vị Tảo Trữu Tinh Quân. Đây là sự từ bi sư tôn dành cho đệ. Sư phụ thương đệ chăm chỉ cần kiệm, cửu tử nhất sinh phò tá minh quân thống nhất giang sơn, vất vả lập công, nên để lại vị trí Tảo Trữu Tinh Quân cuối cùng trong 365 vị cho người vợ Tào Khang của đệ, để bà ta dẹp hết những chuyện suối quẩy trong thiên hạ. Không cần biết là thần gì, lớn nhỏ cũng là thần. Xem ra người xưa nói không có sai, nam sợ làm sai nghề, nữ sợ gả sai chồng. Xem ra lão khuê nữ này lúc đầu gả cho Khương Tử Nha không có sai, ít nhiều cũng được làm thần. Đồ sao chổi này còn không mau vào chỗ, còn đợi khi nào? Chỉ biết nói sằng bậy, mau đi đi. Thanh Phúc Thần dẫn Sùng Hắc Hổ, Văn Sính, Thôi Anh, Tưởng Hùng lên đàn phong vị. Sùng Hắc Hổ vì nghĩa diệt thân, có chí cứu dân, gặp phải kiếp vận. Văn Sính, Thôi Anh, Tưởng Hùng tình nghĩa sâu nặng, đồng tâm hiệp lực,
trung nghĩa kiên định, cuối cùng chết tại Mẫn Trì. Sắc phong Sùng Hắc Hổ làm Nam Nhạc Hành Sơn Ti Thiên Chiêu Thánh Đại Đế, Văn Xính làm Trung Nhạc Tung Sơn Trung Thiên Sùng Thánh Đại Đế, Thôi Anh làm Bắc Nhạc Hành Sơn An Thiên Quyền Thánh Đại Đế, Tửng Hùng làm Tây Nhạc Hoa Sơn Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế, Thủ lĩnh Tam Giới Tam Bộ 365 Thanh Phúc Chính Thần Bá Giám, Quản lĩnh Tam Sơn Chính Thần Hoàng Thiên Quá, Cửu Thiên Ưng Nguyên Lôi Thần Phổ Quá Thiên Tôn Văn Trọng, 24 vị hồ mưa tạo gió trong Lôi Bộ Pháp Thiên Tôn. Thiên quân Diêu Bân, Thiên quân Trương Thiệu, Thiên quân Hoàng Canh, Thiên quân Kim Tố, Thiên quân Cát Lập, Thiên quân Dư Khánh, Thần Xét, Kim Quang Thánh Mẫu, Trợ Phong quân, Hàm Chi Tiên, Nam Phương Tam Khí Quả Đức Tinh quân Chính Thần La Tuyên, Năm vị Chính Thần Quả Bộ, Dĩ Quả Hổ Chu Chiêu, Thất Quả Trư Cao Chấn. Lý Hưng Bá, Trang Ninh, Kim Long Như Ý, Chính Nhất Long Hồ Quyền Đàn, Chân Quân Triệu Công Minh, bốn vị chính thần đón nhận điềm lành, Chiêu Bảo Thiên Tôn Thiệu Thăng, Nạp Trân Thiên Tôn Tào Bảo, Chiêu Tài Sứ Giả Trần Cửu Công, Lợi Thị Tiên Quang Chiêu Thiếu Ti, Tứ Đại Thiên Dương, Tăng Trưởng Thiên Dương Ma Lễ Thanh, Quán Mục Thiên Dương Ma Lễ Hồng, Đa Văn Thiên Dương Ma Lễ Hải, Tri Quốc Thiên Dương Ma Lễ Thọ, Chủ Đậu Bích Hà Thiên Quân Dư Quá Long, Vệ Phòng Thánh Mẫu Nguyên Quân Kim Thị, Ngũ Phương Chủ Đậu Chính Thần, Đông Phương Chủ Đậu Chính Thần Dư Đạt, Tây Phương Chủ Đậu Chính Thần Dư Triệu, Nam Phương Chủ Đậu Chính Thần Dư Quang, Bắc Phương Chủ Đậu Chính Thần Dư Tiên, Trung Ương Phương Chủ Đậu Chính Thần Dư Đức, Hanh Cáp Nhị Tướng Trịnh Luân Trần Kỳ, Cảm ứng Tùy Thế Tiên Cô Chính Thần Kháng Tam Cô Nương, Dân Tiêu Nương Nương Thanh Loan, Quỳnh Tiêu Nương Nương Hồng Hồ, Bích Tiêu Nương Nương Hoa Linh Điểu, Phân Thủy Tướng Quân Thân Công Báo, Thần Băng Tiêu Ngỏa Giải Phi Liễm Ác Lai. Đại sư huynh,
364 lộ chính thần đã vào thần vị. Còn lại thần vị cuối cùng chắc là sư đệ ta rồi ha. Tử Nha, thánh nhân nghĩ cho người khác mới có thể đi đầu, đứng ngoài cuộc mới có thể bảo vệ mình. Nếu không vô tư sao có thể thành công? Tử Nha huynh, Tử Nha huynh, Hoàng phi hổ tới trễ, không biết trên bảng phong thần còn vị trí nhỏ nào cho ta nữa không? Phi hổ huynh, huynh tới rất đúng lúc. Trên bảng phong thần 365 lộ này chỉ còn một vị trí cuối cùng, giống là bần đạo để lại cho mình, nhường cho hiền đệ vậy. Đa tạ Tử Nha huynh. Hoàng phi hổ bị bạo quân hãm hại, chạy tới nước khác, giúp minh quân đông chinh diệt trụ, tạo ra chiến công lớn lao, chưa hưởng vinh hoa đã hy sinh chiến trường, thật sự đáng thương tiếc. Phong người chức đứng đầu ngũ nhạc, đông nhạc thái sơn thiên tề nhân thánh đại đế, tổng quản hung cát phúc quả ở nhân gian, quản lý 18 tầng địa ngục dưới u minh địa phủ. Rõ. Tử Nha, trong 365 lộ chính thần này không có chỗ của đệ, nhưng đệ có bản phong thần trong tay, có roi đá tiên, sau này đi tới đâu chính thần ở đó sẽ tạm nhường vị trí cho đệ. Đợi trăm năm sau đệ hết dương thọ, mỗi ngày lễ Tết sẽ có thể ở nơi quang minh chi nguyên, đi tới đâu sẽ tỏa sáng tới đó, chư thần ác sát sẽ phải tránh xa. Đại sư huynh, quang minh chi nguyên là gì? Nơi đầu cán đèn. Tướng phụ, nếu đã không còn thần vị thì ngài hãy ở lại nhân gian hưởng phúc. Ta phong ngài làm tề hầu, đứng trên ngũ hầu cửu bá, phân cho đất phong doanh khâu, con cháu sau này thừa kế tước vị, hưởng thức lộc vĩnh viễn, phúc đức tề thiên.